Chào các bạn, tôi có nhận được rất nhiều cái câu hỏi trong quá trình mình thiết kế thi công tủ bếp. Đại loại như tủ bếp này giá bao nhiêu tiền, tủ bếp gỗ công nghiệp giá bao nhiêu, tủ bếp inox giá bao nhiêu tiền. Thì video này tôi sẽ làm một cách chi tiết nhất để các anh chị nắm được xem là trong cái quá trình mình hoàn thiện nội thất cho căn bếp thì có những loại chi phí gì. Đấy. Thì khi mà làm dự toán cho làm tủ bếp ấy, thì cũng giống như là dự toán rằng mình xây một ngôi nhà thôi. Nguyên tắc là càng chi tiết bao nhiêu thì càng chính xác bấy nhiêu. Tôi sẽ đi vào cái phần cấu tạo của tủ bếp nhé. Tủ bếp thông thường được chia làm 5 phần chính. Như các bạn nhìn ở cái căn tủ mẫu tôi trưng bày đây. Thứ nhất là phần tủ bếp dưới này. Tủ bếp trên này. Đấy, tôi gọi chung là tủ bếp nhé. Nó sẽ có thêm, có thể có những tủ bếp có thêm cái phần tủ kho này. Rồi tủ lạnh. Đấy. Thì nói chung tôi sẽ gọi là phần tủ. Thứ hai là phần mặt bàn bếp. Mặt bàn bếp thì có thể là bằng đá, hầu hết là chủ yếu bằng đá nhé. Thứ ba là phần tường bếp, là cái khoảng giữa tủ, không trống giữa tủ bếp trên và tủ bếp dưới này. Thứ tư là phần thiết bị bếp. Thiết bị bếp chính sẽ bao gồm là bếp từ này, máy hút mùi này, chậu rửa, vòi rửa, lò nướng, lò vi sóng và tủ lạnh. Có thể thêm những cái như vậy. Thứ tư là cái phần thứ năm cuối cùng là phần phụ kiện bếp này. Nó sẽ bao gồm những cái giá, ví dụ như giá xoong nồi các bạn đã nhìn đây, tôi lắp cho ngăn kéo này. Rồi giá bát này. Đấy. Khi mà các bạn tổng được 5 cái mục này thì nó sẽ ra một cái phần dự toán chi tiết cho tủ bếp. Đấy. Ví dụ như là một ngôi nhà các bạn xây dựng thì nó có phần móng, phần diện tích sử dụng, phần mái. Thì tủ bếp nó cũng vậy, nó có 5 phần. Nếu mà các bạn chỉ quan tâm đến mỗi cái phần ví dụ như tủ không, thì đương nhiên sau khi hoàn thiện thì nó sẽ có những cái mục nó bị phát sinh. Dự toán của mình lại không được chính xác nữa. Đấy, tôi sẽ đi về phần chi tiết về tủ bếp cho nhé. Tủ bếp thì được... là cái phần nó sẽ có nhiều quy cách đa dạng và phức tạp nhất, có nhiều biến số để mình nó làm ảnh hưởng đến cái giá thành cả cái bộ tủ cho mình. Đấy. Thông thường thì tủ bếp được tính theo mét dài. Đây là một bộ tủ bếp cơ bản nhé, trên dưới cơ bản mét dài. Thì có đơn vị là tính theo mét dài riêng, là dưới riêng này, trên riêng này. Nhưng mà cái đấy thì không quan trọng. Nó đều là, nếu mà tính tổng ra thì nó cũng quy về một cái mức thôi. Thì nếu mà tính giá cho cái bộ tủ, cho tủ bếp dưới ấy, thì nó rơi tầm khoảng 55% chi phí của cả cái bộ trên dưới này, và tủ trên chiếm 45%. Đấy. Thì các bạn tổng ra thì nó vẫn là 100% mà. Đấy. Về tủ bếp thì cái phần ảnh hưởng nhiều nhất đến cái giá thành của nó thì nó là cái phần vật liệu. Khi mà các bạn chọn được vật liệu thì có thể các đơn vị có thể báo giá chính xác đến 80% cái giá thành của bộ tủ cho các bạn. Ví dụ như là nó có rất nhiều vật liệu, gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, tủ bếp inox, tủ bếp bằng nhựa. Đấy, giả sử như gỗ công nghiệp thì chất liệu thùng bằng melamin, cánh phủ melamin thì nó rơi tầm khoảng 4 đến 5 triệu một mét dài, nhưng mà cánh bằng laminate hoặc là acrylic thì nó sẽ cao hơn. Đấy, ví dụ như gỗ tự nhiên cũng vậy. Thì chất liệu ví dụ như là sồi này hay xoan thì nó rơi chỉ tầm 4 đến 5 triệu một mét dài thôi, cả trên cả dưới nhá, trên dưới cơ bản, chưa tính những cái tủ bếp mà kịch trần. Đấy. Rồi tủ bếp gỗ inox thì giá nó cũng sẽ khác so với lại các cái loại gỗ kia. Đấy. Rồi là các cái yếu tố ảnh hưởng đến chi phí giá thì nó liên quan đến như là cái cách tính giá của cái đơn vị khi mà thi công cho các bạn ấy, thì cái quy cách người ta sản xuất như thế nào này, rồi là các cái máy móc người ta đầu tư tính khấu hao, rồi chi phí nhân công mặt bằng nó cũng khác nhau. Thế nên là khi mà hoàn thiện một cái bộ tủ bếp ấy, thì các bạn tốt nhất, cách tốt nhất để mình có thể
thì nắm được xem là cái mình nên chọn cái đơn vị nào hoặc cái sản phẩm như nào thì các bạn nên đi xem trực tiếp, xem sản phẩm trực tiếp ở showroom cũng được, ở ở công trình thực tế cũng được, vừa nghe tư vấn vừa xem sản phẩm trực tiếp thì sau đó mình sẽ chọn ra được một cái đơn vị là ưng ý nhất. Tối thiểu các bạn nên đi xem tầm khoảng 3 đơn vị, thì khi mà mình chưa có kinh nghiệm để hoàn thiện ấy, nó sẽ cho mình một cái nhìn nó tổng quan nhất để mình lựa chọn. Đấy. Thứ hai là về sang phần mặt bàn bếp nhé. Mặt bàn bếp thì hai cái chất liệu phổ biến nhất nó sẽ là đá tự nhiên và đá nhân tạo, cùng là đá thôi nhưng mà đá tự nhiên thì nó được hình thành từ các cái lớp mà trầm tích xếp lớp lâu năm, xong là các cái nhà sản xuất khai thác người ta sẽ khai thác về là xẻ ra thành từng tấm. Thông thường là đá đá tự nhiên mà làm cho bàn bếp ấy, thì cái chiều rộng của nó rơi tầm khoảng 600, và một tấm sẽ có thể dài tầm khoảng 3 mét. Và cái chiều dày của cái tấm tấm đá để mình làm đá tự nhiên ấy, để mình làm bàn bếp thì thường nó rơi tầm 15 mm đến 18 mm. Đấy. Còn đá nhân tạo thì nó cũng được sản xuất từ các cái loại bột đá mình pha trộn với các cái chất để kết dính. Thông qua cái dây chuyền thì nó sẽ ra được những cái tấm đá như tôi đang trưng bày đây, là đá nhân tạo gốc Thạch Anh của VicoStone. Đấy. Thì bởi cái phần đá này là phần thực ra là nó cũng là cái phần rất quan trọng, và nó chiếm đến 90% là các cái thao tác khi mà mình làm bếp ở trên cái mặt bàn đá này. Cho nên là tôi sẽ có một cái video sau để nói phân tích rõ về cái ưu và nhược điểm của từng loại đá, để cho các bạn có thể có thêm thông tin để mình lựa chọn. Đấy. Thứ ba là cái phần ốp tường bếp này. Tường bếp này là cái phần thì không không chịu lực như quá nhiều, thế nhưng mà nó là một cái trung tâm của căn bếp. Khi mà các bạn nhìn vào căn bếp thì nó mình cái tường bếp nó đập vào mắt luôn này. Thế nên là nó cần có cái tính thẩm mỹ và dễ vệ sinh. Thì hai cái chất liệu mà dễ dàng để đáp ứng được cái yêu cầu đấy, nó là một là đá và hai là kính, hoặc là có thể thêm một cái chất liệu thứ ba nó là bằng gạch men các bạn ốp ốp trước khi mà mình làm tủ. Đấy. Sang phần thứ ba nó là về thiết bị bếp. Thiết bị bếp thì nó sẽ là cái phần này, nó sẽ là có cái dung size lớn nhất trong 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 cái ảnh hưởng đến cái giá hoàn thiện của bộ tủ bếp của các bạn này. Đấy, nó sẽ bao gồm là bếp từ này, hút mùi này, chậu vòi. Tôi nghĩ ba bốn cái món đấy là cái món bắt buộc phải có, là món chính, là không có một cái tủ bếp từ cái tủ bếp mà nhà tranh vách đất đến cái tủ bếp mà nhà lầu xe hơi, thì nó đều cũng phải có những cái cơ bản như vậy để mình sử dụng. Thì nếu mà với một cái gói combo như vậy, thông thường ấy, trong cái thống kê của Hiệp hội bếp ấy, thì cái mức chi phí mà người sử dụng để bỏ ra để cho cái phần đấy thì nó rơi tầm khoảng từ 15 đến 30 triệu. Đấy. Đấy là một cái mức cơ bản nhất để mình có thể đầu tư. Đấy, đương nhiên là chưa tính là những cái lò nướng, lò vi sóng, âm tủ này, rồi tủ lạnh thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Để sang cuối cùng là phần phụ kiện bếp. Phần phụ kiện bếp này nó sẽ là những cái giá inox nhé. Đấy, inox là mình để hỗ trợ cho cái cách sắp xếp các đồ đạc, rồi khi mà nấu ăn của mình nó được thuận tiện và khoa học hơn. Thực ra cái phần này là cái phần là rất bị dễ như nhiều người là bị quên trong khi mà bắt đầu mình thiết kế tủ bếp, mình chưa đưa vào trong dự toán này. Khi mà khi thông thường thì khi mà mình mở ra thì mình mới nhìn thấy, nên là rất dễ bị quên. Đấy, thì nó bao gồm là giá xong nồi này, bên này thì tôi có là giá gia vị này, đấy, trong này là thùng rác này, giá dao thớt này, nó có những cái món phụ kiện chính mà mình không lắp được, nhưng giá bát, giá xong nồi là những cái bắt buộc bộ tủ bếp nào cũng phải có. Thì một cái bộ tủ mà cơ bản này nếu mà phụ kiện thì nó có rất nhiều loại. Thì nó rơi tầm khoảng trên dưới 10 triệu trở lên thì các bạn có thể đầu tư được một cái bộ phụ kiện tương đối là đầy đủ các cái công năng ở đây. Đấy.
Trên đây nó là năm cái phần chính ảnh hưởng đến cái thiết kế và cái giá thành để mình đầu tư hoàn thiện cho một bộ tủ bếp. Thì mỗi lại một cái không gian nó cụ thể thì sẽ có một cái cách sắp xếp làm sao cho tối ưu hợp lý nhất. Thì các bạn cần tư vấn thêm có thể liên hệ tôi số điện thoại 0904 734 656. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.